Thưa quý vị, hàng trăm người ẩn náu tại hi viện Ukraine đã bị trúng bom pháo kích của Nga. Giới chức thẩm quyền Ukraine đang xác định số phận của hàng trăm người dân thường ẩn náu tại hi viện ở Mariupol ở Nga đã bị không kích dữ dội phá hủy thành bình địa. Bức hình được Hội đồng thành phố Mariupol công bố cho thấy một phần hi viện 3 tầng bị sập sau cuộc pháo kích dữ dội vào thứ Tư. Hàng trăm người trú ẩn trong tầng hầm của tòa nhà tìm kiếm sự an toàn trong khi Nga bao vây thành phố cảng 3 tuần lễ vừa qua. Kirilenko, người đứng đầu của chính quyền Donetsk, cho biết đống gạch vụn đổ nát chôn vùi lối vào hầm trú ẩn bên trong hí viện. Hiện nay chưa xác định rõ ràng con số người thương vong. Tại Kiev, nơi người dân tụ tập trong nhà và hầm trú ẩn, một ngọn lửa bùng phát tại khu chung cư bị trúng hỏa tiễn Nga vào ngày thứ Năm, làm cho một người thiệt mạng, ít nhất 3 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa phải di tản 30 người khỏi tòa nhà 16 tầng và dập tắt ngọn lửa trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 6 nước đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn cấp tại Ukraine vào chiều thứ Năm, trước cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào thứ Sáu để thông qua nghị quyết yêu cầu Nga phải bảo vệ tính mạng của thường dân Ukraine, đồng thời tố cáo Nga đã phạm vào tội ác chiến tranh.